Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực Nấu Gì Ta. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu chè đậu đỏ ha. Thì hôm nay mình nấu các loại đậu rồi, đậu xanh, đậu trắng, đậu ngự, đậu đen. Rồi tiếp tục thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu chè đậu đỏ ha. Bữa hôm có một bạn hỏi mình là không có thấy mình chia sẻ chè đậu đỏ. Thì hôm nay để đáp ứng thì mình sẽ chia sẻ cách nấu chè đậu đỏ ha. Cách nấu chè đậu đỏ này thì cũng tương tự như là chè đậu xanh, nhưng mà nấu cái thời gian nó hơi lâu hơn tí. Tại vì cái chè đậu đỏ này nó cái vỏ nó hơi cứng hơn chè đậu xanh một tí nha. Chứ cách nấu thì nó cũng giống nhau. Đó, rồi cho lên đậu phộng và ăn cùng với nước cốt dừa ha. Đây các bạn thấy cái tô chè đậu đỏ nó rất là mềm nha các bạn. Mềm tan luôn, nhưng mà cái hạt đậu không có bị bể một hạt nào hết trơn nha. Đó, rất là ngon nha các bạn. Nấu cách nấu cũng rất là đơn giản các bạn ơi. Thì ở đây mình có là 4 lạng đậu đỏ nè ha. Và mình cũng đã vo rửa sạch lại và ngâm nước được 5 tiếng rồi nha. Cái đậu đỏ này thì các bạn ngâm nó hơi lâu hơn đậu xanh một chút, để nấu cho nó được nhanh mềm hơn. Và ở đây có nước cốt dừa nè, có đường, 3 lạng đường, cái này là tùy ha, và muối. Cái phần đường là tùy các bạn nha, gia giảm nha. Đó, bây giờ để đậu vào nồi nấu nè. Cho hết cái phần đậu này vào nồi. Đó, rồi các bạn cho nước vào ha. Cho nước hơi kha khá một tí nha. Từ cái mặt đậu lên khoảng 6cm nha các bạn. Đó, rồi các bạn bắt lên nấu. Nấu sôi lên thì các bạn vớt bọt nha. Cái này không cần phải mở nửa nhỏ giống như chè đậu xanh đâu, nó không có nát như chè đậu xanh. Mở lửa trung bình thôi chứ đừng mở lớn quá, mà cũng không cần mở nhỏ như chè đậu xanh đâu. Đó, mở lửa trung bình thôi. Rồi lên bọt tới đâu thì các bạn vớt tới đó nha. Khi các bạn thử thì nó chưa mềm thì các bạn đậy nắp lại. Đậy nắp lại các bạn nấu nha. Đậy nắp lại thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống, rồi nấu đến khi nào đậu nó mềm nha. Rồi nấu khoảng 20 phút nè, thì các bạn dở ra. Dở ra thấy có bọt, vớt bọt tiếp nha. Tiếp tục vớt bọt nè, cho cái nước chè nó được ngon hơn ha. Rồi mình thử cái hạt đậu nó mềm chưa nè. Rồi cái hạt đậu nó mềm rồi, nhưng mà nó chưa có được mềm lắm nha. Thì các bạn đậy nắp lại, các bạn ủ thêm 15 phút nữa nha. Ủ 15 phút tắt lửa nha các bạn. Thì sau 15 phút tắt lửa đậy nắp ủ thì mình được như thế này nha. Bây giờ mình vớt đậu lên mình thử lại nè. Đây, bây giờ thật sự là đậu nó mới mềm nè. Mềm dữ lắm luôn nè các bạn. Mềm lắm. Mở lửa trở lên nha các bạn. Mở lửa lên nấu tiếp tục nè ha. Vớt bọt nha, bọt tới đâu thì mình vớt tới đó. Đó, các bạn nào mua được cái đậu mà đậu mới thì các bạn nấu nó nhanh hơn. Còn mua mà nhầm cái đậu cũ thì các bạn nấu nó hơi lâu hơn một tí nha. Cái này cũng tùy thuộc vào đậu nữa nè. Rồi bây giờ cái hạt đậu này nó đã mềm lắm rồi nè các bạn. Bây giờ ta cho đường vào nha. Mình cho hết phần đường này vào. Đường này thì các bạn tùy thích nha, gia giảm nha các bạn. Và các bạn cho vào đây một ít muối nha. Rồi khi nấu cho đường nó tan lên thì các bạn cũng mở lửa vừa thôi. Mở lửa nhỏ lại thôi, rim cho cái hạt đậu này nó thấm đường nha. Nấu thêm khoảng chừng 15 phút nữa. Nấu cho cái hạt đậu này nó thấm đường vào cái hạt đậu thì cái hạt đậu nó dẻo. Mà nó ngọt, cái hạt đậu rất là ngon. Cái đậu đỏ này thì chúng ta mở lửa trung bình thôi, không cần mở nhỏ lắm đâu. Nó ít có nát hơn cho nên các bạn mở lửa trung bình là được ha, nấu cho nhanh. Rồi như vậy là cũng đã sau 15 phút thì chè chúng ta nó cũng đã sánh lại rồi nè. Nó thấm cái hạt đậu, nó thấm đường rồi ha. Rồi chúng ta tắt lửa nha. Rồi múc ra tô nè. Cái này các bạn dùng chung với lại nước dừa với đá ha. Cái phần nước dừa thì mình có để cái đường link với phần mô tả rồi nha. Mình không có chia sẻ lại cái phần nước dừa, tại vì nước dừa là mình chia sẻ rồi ha. Thì các bạn nào chưa xem thì mở lại cái clip
ở dưới phần mô tả đó. Các bạn mở lại xem giùm mình nha. Đó, hàng đậu rất là ngon nha các bạn. Bay mùi lên rất là thơm. Cái này các bạn cho vào ly ha, rồi cho một ít nước dừa vào và các bạn cho đậu phộng vào nữa. Cho đá bào nha các bạn. Nếu mà các bạn nào có đá bào thì cho đá bào. Còn nếu các bạn nào không có thì đá đập nhỏ một tí ăn thì nó rất là ngon. Đập đá nhỏ ăn thì nó rất là ngon hơn là đá to. Rồi ha, ở trên thì mình cho đậu phộng này ha. Đó, rất là ngon nha các bạn. Rồi đây các bạn nhìn cái tô chè nè. Nhìn hấp dẫn ghê không các bạn? Cái màu chè cũng đẹp ghê ha. Rồi thôi mình xin dừng tại đây nha. Các bạn nào thích thì làm theo mình ha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.